Nổi lên cùng xu hướng thời trang đường phố, chiếc túi bao từ Fanny của Lacoste sẽ giúp cho các cô nàng yêu thích sự năng động, khỏe khoắn, thỏa sức biến tấu mới lạ cùng nhiều phong cách khác nhau. Fanny với kích thước ngang 25.5, cao 14cm, rộng đáy 5cm, cực kỳ tiện lợi với nội thất gồm một ngăn zip, một ngăn nhỏ đựng điện thoại và một ngăn cài thẻ. Chất liệu da bò mềm nhẹ, màu sắc đa dạng được kết hợp hài hòa. Trong video dưới đây, hãy cùng Lacoste khám phá bộ màu nổi bật lần này nhé! Xanh Địa Trung Hải là một gam màu mới hoàn toàn tại Lacoste. Gam màu tươi mát của biển cả luôn khiến mọi phái đẹp phải mê mẩn bởi sự trẻ trung, tươi mới, phù hợp với mọi màu da, từ da trắng đến da ngăm và phối đồ ăn ý với các phong cách như trẻ trung, năng động. Ngoài sắc xanh Địa Trung Hải, Lacoste còn một gam màu xanh than có vẻ đẹp rất riêng, không quá nổi bật nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ kết hợp cùng sắc xanh forest, mang lại hiệu ứng màu vô cùng thú vị, vừa trẻ trung, năng động lại rất thời trang. Nói về màu đỏ ruby lôi cuốn, nổi bật, cộng thêm chất liệu da thật sang trọng thì hẳn là sức hút không bao giờ hạ nhiệt từ trước đến giờ. Lacoste không những nắm được yếu tố này mà còn kiến tạo những sáng tạo riêng trong thiết kế. Do đó, sở hữu Fanny gam màu này sẽ khiến bạn không cần quá cầu kỳ phối đồ mà vẫn cực kỳ nổi bật. Dành cho những cô nàng nào thích gam màu ngọt ngào, tím pastel sẽ mang đến cho bạn một cảm giác thư thái, dịu mắt trong chuyến đi du lịch mùa hè này. Nếu bạn là một cô nàng nữ tính, yêu thích những sắc pha loãng hiện đại thì đừng bỏ qua gam màu lần này nhé. Tinh khôi và dịu dàng, sắc trắng dường như có khả năng làm dịu đi mọi cảm xúc khó chịu của bạn trong mùa hè này. Bạn có thể chọn trang phục có gam màu nổi như vàng, xanh dương để phối cùng, chắc chắn sẽ có set đồ đầy tinh tế và đẳng cấp. Hướng đến vẻ thanh lịch, trung tính và dễ kết hợp, đây chính là lý do vì sao màu xám khói nhanh chóng trở thành màu sắc được yêu thích trong tủ đồ của các chị em. Một màu sắc đơn giản, không quá nổi bật nhưng vẫn mang lại phong cách riêng, đầy sự ăn ý và khéo léo. Ngoài sắc xám khói, Lacoste còn sắc xám cho, được biết đến là gam màu an toàn nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ phần phối màu trắng, tạo nên sắc độ tươi vui, bắt mắt. Một chiếc Fanny nhiều phong cách cùng gam màu nền nã này, bạn có thể phối thật nhiều trang phục cho các dịp khác nhau. Nâu bò, một gam màu ngọt ngào kết hợp với chất da thật tạo nên sự mềm mại, óng ả và vô cùng mướt mát. Kiểu dáng gọn nhẹ, ôm sát cơ thể cùng phần quai đeo vai chắc chắn, bạn hãy cứ yên tâm về đồ đạc khi mang Fanny bên mình nhé. Hai phiên bản đen, một gam màu vô cùng quen thuộc tại các mã sản phẩm của Lacoste. Đầu tiên phải kể đến là màu đen đầy quyền lực, không chỉ dễ phối đồ mà gam màu này luôn mang lại nét năng động, trẻ trung, phù hợp với mọi độ tuổi. Vẫn là sự an toàn tiện dụng của gam màu đen, nhưng Fanny khi phối cùng họa tiết chăn đỏ sẽ làm bạn trở nên sành điệu và phá cách hơn rất nhiều. Quá an toàn với màu đen trơn, sao không thử một lần mới bằng cách phối màu này nhỉ, sẽ nổi bật và thú vị hơn đó ạ. Lacoste mong rằng bộ sưu tập Fanny mới này sẽ góp thêm phần trẻ trung, năng động, tiếp sức cho chuyến đi biển mùa hè này của bạn. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lacoste để được tư vấn mọi thắc mắc. Thực ra Lacoste xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.